Vượt qua hành lang sâu hút, rộng chừng hơn 1 mét nhưng mà dãy nhà kho với rất nhiều thùng hộp cát tông xếp cao ngất là căn phòng rộng chừng hơn 10 mét vuông dành cho các kỹ thuật viên làm công tác pha chế, phối trộn các sinh phẩm để tạo ra bộ kit xét nghiệm PCR. Theo các nhân viên tại phòng sản xuất, mỗi ngày họ pha chế được 30.000 bộ kit xét nghiệm COVID để cung cấp ra thị trường. Bên đây phòng sản xuất của tụi em ấy, thì sẽ làm quy trình sản xuất kit test COVID. Thì nguyên liệu ban đầu vào á thì do tổng giám đốc công ty phụ trách. Trong một cái test đó nó sẽ bao gồm nhiều thành phần, ví dụ như mồi, rớp, primer, nước. Thì tụi em sẽ pha phối trộn theo cái công thức đưa sẵn. Như thế nào thì mình sẽ làm như vậy thôi. Còn cái nguyên liệu ban đầu, trình tự hay là như thế nào thì tụi em hoàn toàn không được biết. Trong phần tự giới thiệu thì công ty cổ phần Việt Á là đơn vị tư nhân chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử, sở hữu đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm về lĩnh vực này, với tệp khách hàng gồm nhiều bệnh viện lớn và có quy mô vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng cùng hàng ngàn nhân viên. Tuy nhiên trên thực tế phòng sản xuất chỉ có 10 người, còn hầu hết là nhân viên kế toán, bán hàng và tiếp thị vùng với khoảng hơn 100 người. Còn hệ thống thiết bị máy móc thì như quý vị và các bạn đã thấy, chỉ là vài chiếc tủ cấp đông và vài chiếc máy tách chiết cũ kỹ như thế này. Dạ, công việc hàng ngày của em là đóng gói sản phẩm kit xét nghiệm COVID à? Dạ, em làm thời vụ ạ. 1 tháng này thì họ trả em bao nhiêu tiền được? 6 triệu tiền lương cứng ạ. Em có học hành cái gì ra không? Dạ không ạ. Theo tài liệu thu thập được, trước khi cung cấp bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh viện và trung tâm kiểm soát dịch bệnh của nhiều tỉnh thành, thì Việt Á là đơn vị trúng thầu tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Hiện Việt Á có 3.000 khách hàng, thực hiện 1.500 dự án với vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng.